Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngất ngây từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Ở trận đấu giữa Juventus và AC Milan trên sân Allianz hôm ngày 10 tháng 11 tại vòng 12 Serie A, Ronaldo bị huấn luyện viên Sarri rút ra sân khi hiệp 2 trôi qua được 10 phút và người thế chỗ CR7 là Paulo Dybala sau đó đã ghi bàn duy nhất giúp bà đầm già thành Turin thắng 1-0. Đó là lần thứ hai liên tiếp trong hai trận gần nhất của Juve, Ronaldo bị thay ra sớm. Siêu sao 34 tuổi người Bồ Đào Nha tỏ rõ sự không hài lòng với quyết định của ông Sarri. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng CR7 đã chửi thề Sarri trước khi đi thẳng vào đường hầm. Và từ đấy là những đồn đoán, những suy luận, những tranh cãi nổ ra giữa truyền thông với Ronaldo, với Sarri và hơn hết là câu hỏi về sự căng thẳng, cuộc chiến lạnh ở phòng thay đồ có thể xảy ra. Một nơi đặc biệt gói gọn tình cảm vui buồn, những bài học chiến thuật của các huấn luyện viên với học trò từng bị biến thành nơi khởi nguồn của những vụ lùm xùm, scandal khét tiếng mà khiến báo giới phải tốn không ít giấy mực, người hâm mộ phải sốc lên xuống. Thì hôm nay, hãy để Mr. Zero kể câu chuyện bên trong phòng thay đồ về những nạn nhân, những kẻ thao túng hay những ồn ào nơi này. Và để xem liệu câu chuyện buồn này có lặp lại với Juventus, với Ronaldo và Sarri không nhé. Sẵn sàng với những vụ scandal đình đám nhất trong phòng thay đồ thôi nào. Theo báo chí Italy, ở trận Juventus hạ AC Milan 1-0, Ronaldo bị huấn luyện viên Maurizio Sarri thay ra ở phút 55. Anh khó chịu khi rời sân và đi thẳng vào phòng thay đồ. Ronaldo còn bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. Những thông tin này khiến dư luận phẫn nộ, không đồng tình và muốn Ronaldo xin lỗi huấn luyện viên cùng câu lạc bộ bất chấp mọi lời giải thích từ Sarri. Và sự thật là chính truyền thông đã đẩy mọi thứ trở nên quá căng thẳng. Bởi mới đây, sau chiến thắng 2-0 trước Luxembourg giành vé dự vòng chung kết Euro năm 2020 và có bàn thắng cán mốc 99 bàn cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã lên tiếng. Trong 3 tuần vừa qua, tôi đã thi đấu một cách hạn chế nhưng không hề có mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng. Ronaldo chia sẻ sau trận đấu với Luxembourg, tôi không muốn bị thay ra, nhưng thực tế là tôi đã bị đau nhẹ. Không ai thích bị thay ra, nhưng tôi hiểu tâm tư của Sarri. Tôi không có được 100% thể lực và muốn cống hiến cho đội bóng, nhưng ông ấy biết điều gì là tốt nhất. Báo chí đã thêu dệt nên quá nhiều tin đồn sai sự thật. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là Juventus vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, anh nói thêm. Đương nhiên, scandal vẫn luôn diễn ra, thậm chí là hàng ngày ở các đội bóng, các câu lạc bộ và việc của báo chí truyền thông là săn đón rồi cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu của công chúng. Nhưng công chúng cần những thông tin xác thực và hơn cả là những thông tin không làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các cầu thủ, bởi sau đấy lại là một câu chuyện khác. Hơi lan man rồi đúng không? Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì sẽ chẳng có vụ lùm xùm nào trong phòng thay đồ của Juventus, một điều không ai mong muốn. Và Cristiano Ronaldo đang sớm lấy lại phong độ thi đấu, đem đến cho người hâm mộ những bàn thắng mãn nhãn, nên hãy mỉm cười lên đi nào! Tiếng khúc khích đang trở thành thứ âm thanh quen thuộc tại phòng thay đồ của Arsenal. Nhiều cầu thủ trẻ công khai bộc lộ cảm xúc như vậy của bản thân mỗi khi gặp Emery và biến nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành một kẻ ngô nghê. Tất nhiên là chưa tới mức ngớ ngẩn. Đó là hành động hiếm thấy khi đối diện với cấp trên ở bất kỳ môi trường văn hóa nào. Nó phản ánh hiện trạng quyền lực của Emery đang bị hoài nghi ngay chính tại Arsenal. Giai đoạn khởi đầu mùa năm 2019-2020, Arsenal đã phải sống trong những ngày tháng đen tối khi mà đội bóng này có màn khởi đầu thê thảm bậc nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Nhìn Arsenal lúc này, không ít người liên tưởng đến những ngày tháng cuối cùng của Wenger tại Emirates. Tân đội trưởng Granit Xhaka gây rối với cổ động viên nhà sau khi bị thay ra. Emery đăng đàn nói quyết định chọn Xhaka làm đội trưởng là quyết định của toàn đội. Ozil bị loại khỏi đội hình chính không lời giải thích. Unai tìm cách né tránh để không phải trả lời những câu hỏi liên quan đến cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi phán quyết của Emery ở Arsenal đều là quyết định của toàn đội và Emery thì không đủ dũng cảm để đứng ra nhận lỗi mỗi khi sự việc trôi khỏi tầm tay. Mesut Ozil đang rất bất mãn khi bị đầy ải trên băng ghế dự bị mà không một lời giải thích. Alexandre Lacazette thì nhấn like dòng trạng thái đòi sa thải Emery trên mạng xã hội Twitter. Mới đây nhất là Nicolas Bebe. CA Kolasinac cùng hàng loạt cầu thủ Arsenal đã bày tỏ thái độ không đồng tình với những quyết định của vị chiến lược già 48 tuổi.
Kết quả bết bát, phong độ trồi sụt, lối chơi thì mờ nhạt, trong khi phòng thay đồ rối loạn vì tan vỡ niềm tin. Unai Emery đang rối loạn ở Arsenal, có vẻ như ông đang bị cuốn trong mớ bòng bong không tài nào tháo gỡ được ở Emirates. Những chiến thuật xoay sành sạch như thay áo nghe có vẻ là ghê gớm về sự đa dạng và bắt nhịp đối với từng trận đấu thật đấy. Thế nhưng kỳ thực, nó chỉ là sự rối bời của Emery trong cơn quay cuồng. Nó biến Arsenal ngày một thêm hỗn loạn và Emery cứ thế tự đẩy mình ra xa khỏi chiếc ghế huấn luyện viên. Lật lại quá khứ một chút nhé, những cổ động viên của MU chắc chắn sẽ không thể nào quên được sự kiện giày bay năm 2003 mà chính nó đã khiến Beckham phải khăn gói rồi ở trên Trafford đúng không? Trong một trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, MU có màn chạm trán trước Arsenal trên sân nhà. Trước trận, Sir Alex Ferguson đã gửi thông điệp đến các cầu thủ rằng nếu MU thua ở trận này, ông sẽ nói chuyện với họ bằng khẩu súng lục. Nhưng cuối cùng, bi kịch vẫn đã xảy ra, MU nhận thất bại 0-2 trước Arsenal. Người chơi tệ nhất trận đấu đó là David Beckham. Cầu thủ số 7 chơi mờ nhạt và trái lệnh Sir Alex khi không lui về hỗ trợ hàng thủ. Ngay sau trận đấu, Ferguson đã tóm gáy Beckham ngay trong đường hầm và chỉ trích cậu học trò một cách thậm tệ trước mặt nhiều người. Thay vì im lặng xin lỗi thầy, Beckham còn văng tục với Sir Alex. Và thế là sự kiện giày bay nổi tiếng xảy ra trong phòng thay đồ. David ngồi cách tôi 4 mét, giữa chúng tôi là chiếc giày. David chửi thề, tôi tiến đến và sút chiếc giày. Nó đi trúng phần trên mắt của Beckham. Cậu ấy ngay lập tức đứng dậy và lao vào tôi, nhưng lúc đó những cầu thủ khác đã kịp chặn lại. Alex Ferguson viết trong tự truyện, sự việc này đã làm chấn động bóng đá Anh. Tờ Daily Mail ngày hôm sau lập tức đã giật tít, biết nổi điên vì chiếc giày bay. Kế đó là hàng loạt các tờ báo nổi tiếng sang tin. Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, David Beckham luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ cánh phải, là người kế tục xứng đáng cho chiếc áo số 7 của King, Eric Cantona. Nhưng sau khi anh cưới cựu thành viên ban nhạc Spiker Victoria Adam, mọi thứ đã thay đổi. Beckham trở thành một ngôi sao giải trí rất đắt show quảng cáo và không còn chăm chỉ luyện tập như trước. Charlotte nhận thấy Beckham không còn dành 100% tâm trí cho môn thể thao này nữa. Đó cũng chính là lúc ông hiểu rằng cần phải để anh ra đi. Trong cuốn tự truyện của mình, ông viết, đó là lúc tôi nói với ban lãnh đạo về việc Beckham phải ra đi. Ở MU, khi một cầu thủ nghĩ rằng anh ta quyền lực hơn huấn luyện viên, thì đó chính là lúc anh ta phải ra đi. Khi có suy nghĩ đó, David tự gióng lên hồi chuông báo tử cho mình. Đặc biệt, kể từ khi Beckham cởi bỏ chiếc mũ, từ một chàng tóc vàng thư sinh, anh biến thành gã găng tơ với cái đầu trọc lóc, Charlotte đã tự hiểu ông để tuột bớt Beckham khỏi vòng tay mãi mãi. Vết thương trên hốc mắt Beckham chính là giọt nước làm tràn ly. Chiếc giày bay đó cũng là kỷ vật mà Beckham căm hận mãi mãi. Cuối mùa giải đó, anh rời sân Old Trafford và đến với Real Madrid với mức giá là 25 triệu bảng để lại sự tiếc nuối vô bờ bến trong lòng người hâm mộ. Những mối tình đẹp nhất với Mourinho là những mối tình chỉ kéo dài không quá 2 năm. Thật vậy, với Porto và Inter, ông là người hùng, là huyền thoại. Nhưng với Chelsea, trước đây và Real, ông chỉ là kẻ thất bại xấu xí. Vấn đề không đơn thuần nằm ở chuyên môn, mà chủ yếu tới từ những mâu thuẫn không thể giải quyết trong phòng thay đồ. Sau hai chức vô địch giải ngoại hạng liên tiếp các mùa năm 2004, năm 2005 và năm 2005, năm 2006, Mourinho bắt đầu cảm thấy sức ép ở mùa giải thứ 3, mùa năm 2006, năm 2007. Chelsea vẫn giành cú đúp quốc nội FA Cup và cúp liên đoàn, nhưng họ sa sút nghiêm trọng ở giải vô địch quốc gia. Tỷ lệ thắng giảm từ 76,3% xuống còn 63,2%, để rồi ngậm ngùi nhìn MU lên ngôi vô địch. Lùm xùm không thể không nhắc tới cũng đóng góp khiến Mourinho bị đá khỏi Tây London năm 2007 là mối quan hệ rạn nứt giữa ông với thủ quân John Terry trong phòng thay đồ. Trung vệ người Anh này đã từng triệu tập một số thành viên chủ chốt của câu lạc bộ tham dự một cuộc họp với Terry để thỏa thuận cùng đòi sa thải Mourinho. Ashley Cole, Didier Drogba và Florent Malouda là những cầu thủ không đồng tình và thậm chí còn cho rằng chính Terry đã không làm tròn bổn phận khiến ông thầy người bồ phải ra đi. Thương vụ chiêu mộ tiền đạo Andriy Shevchenko từ AC Milan là ý của ông chủ Roman Abramovich, nhưng không được sự đồng tình của Mourinho. Điều này dẫn tới sụp đổ mối quan hệ giữa hai nhân vật quan trọng nhất ở Stamford Bridge. Abramovich liên tục mè nheo suốt mùa giải năm đó. Rốt cuộc, Mourinho chỉ trụ được qua 8 vòng đấu mùa năm 2007-2008. Đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể về việc chính cựu đội trưởng Chelsea đã dẫn đầu nhóm cừu đen trong phòng thay đồ để chống lại Jose Mourinho năm 2007 hay không. Nói cách khác, Terry đã có thể là một quyền lực đen đã phá hoại Chelsea từ bên trong. Cụ thể là do người đặc biệt tống Terry lên ghế dự bị khiến cầu thủ người Anh không hài lòng.
Trường hợp đáng tiếc nhất có lẽ là huấn luyện viên Di Matteo khi ông vừa mang về danh hiệu cao nhất châu Âu là Champions League mùa năm 2011, năm 2012, thì mùa tiếp theo ông phải ra đi cũng chỉ vì lý do là không chỉ nổi bầy cừu đen. Người dẫn đầu trong cuộc tạo phản này là thủ thành Peter Cech. Thủ thành Peter Cech là người đầu tiên thể hiện thái độ không hài lòng trước màn trình diễn của Chelsea trước West Brom. Không kiềm chế được cơn nóng giận, anh đã kịch liệt chỉ trích hàng phòng ngự khiến The Blue không thể giữ sạch lưới trong 9 trận đấu gần nhất. Trở về với The Hathorn, nội bộ The Blue đã nảy sinh những bất ổn từ đây. Anh đã phát biểu hàm ý nói về huấn luyện viên người Italia, tự gọi mình là nhà vô địch Champions League và tham vọng của chúng tôi đang dần bị đánh mất. Khi thủ thành người Cộng hòa Séc lên tiếng, phòng thay đồ Chelsea đã trở nên rối loạn với hàng loạt những lời than vãn mang tính trách móc như thật là vớ vẩn, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là tự gọi mình là nhà vô địch Champions League ư, tham vọng của chúng tôi đang dần bị đánh mất rồi. Cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ Chelsea khiến sức ép đang đổ dồn lên huấn luyện viên Roberto Di Matteo. Đích thân chiến lược gia người Italia đã thừa nhận công việc của ông đang nằm trong ngưỡng báo động khi đánh rơi 10 điểm trong 4 trận đấu gần nhất năm ấy. Phòng thay đồ Chelsea đã bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ từ thái độ tức giận của thủ thành Peter Cech và một số học trò. Sau khi thủ thành gạo cội phát biểu không lâu thì Di Matteo bị sa thải. Có vẻ phòng thay đồ của Chelsea là nỗi ám ảnh của nhiều huấn luyện viên khi lần lượt vị chiến lược giả nào ghé thăm cũng phải gánh thật nhiều drama tai ương. Các bạn thấy video này thú vị, đừng tiếc một like cho Mr. Zero và đừng quên nhấn share, subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!